Con bự quá. Bắt đầu chạy nè. Quá. Lực đi. Tao con này kéo vô không ta? Alo, bay bay. Mình chào cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay thì hai anh em tiếp tục cuộc hành trình đi câu cá nha các bạn. Vừa mới tới bãi, vừa mới quăng mồi xuống xong. Bữa nay đổi rồi nha, bữa hổm thì câu trên kia. Bữa nay câu xích dưới này cũng tầm khoảng 200-300 mét nè các bạn. Trời còn hơi nắng nha, giờ này cũng tầm 4 giờ chiều các bạn. Giờ quăng mồi xong rồi, giờ đợi lên cá nha. Thấy cũng ụt lai gai nè. Lên cá nha các bạn. Bộ dưới chuyện. Ôi 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 ôi. Wow, cá này bự nha. Ôi 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 kìa. Ôi ôi con cá. Sướng. Lên cá rồi các bạn ơi. Quá đã. Đã chưa được 10 phút luôn á. Làm ơn đi nghe, tôi không có tiếp đâu đó. Ôi ôi kìa, lên kìa. Cá nó chạy ghê ha. Ăn cá này các bạn. Ôi 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 ôi. Mày tự muốn em không bào tâm đi. Tự xử đi, tôi không có đem cái vợt. Quá đã rồi các bạn. Con này cũng bự nha. Ê đừng có cho xác đâu bu. Đậu bù đó bị yếu rồi. Để mình căng lên cho nó đuối à. Ở trước để được không? Để đại trước đi cục dây. Để gan trước tôi bắt cho. Để đi tao lôi vô luôn rồi. Bắt nghe gian điện thoại nha. Dạ. Cá lên các bạn ơi, phải dẹp đồ cho nó lên. Trời ơi. Để giả lên được không? Không được đâu. Wow. Con cá đầu tiên. Trời ơi trắng phao luôn chàng. Ây da, ây da. Giữ gì, giữ gì. Giữ gì. Trời ơi dính kiểu này rồi sao. Cứu nổi. Dính hai lưỡi hai bên. Bên nước ruộng. Chắc là chết ơi. Có con tay khó gỡ quá. Đổ ní ra cái đi, lấy một câu ra đi. Cái này cỡ 2 kg ha. Dục cái quá đã luôn các bạn. Mới quăng xuống chưa được 10 phút. Cá này mập nè. Ây da. Rồi tiếp tục xuống cần nữa nha. Mới lên con cá vừa xong các bạn.
cây này cá nó vừa ăn nữa nè. Ôi ôi, bơ bơ không? Rồi chạy ben luôn kìa. Ôi ôi, phê vậy? Căng lên, căng lên. Gác cái này ra ngoài ngoài đi. Câu đẹp bự phải không? Ôi ôi, chạy ben kìa. Wow, lực sĩ. Trời trời, con này kéo không vô luôn vậy. Ui, lên luôn đó hay gì? Vô chưa, vô chưa? Căng lên cái ơi. Ôi ôi, ôi ôi, đã. Kìa, bên nó kéo kìa. Mới quăng các bạn, chưa móc xong hết cần nữa. Wow, trời ơi. Trời ơi, coi kìa. Quá phê, quá phê. Ây da, bự rồi. Kìa, bạn thấy kéo nhọn là liệt 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 xuống luôn á. Ây da, anh này anh đang quýu với con cá. Dìu cho nó đuối đuối đi rồi mình hỏi rồi. Ok, ở trong xác bình nó có dây đóng chà. Ý. Nó vô trong đống chà là nó đờn như đống chà hả? Lên rồi kìa. Bự hơn con này ha. Ôi ôi, phê phê. Kìa, có anh lạng kìa. Ôi ôi, ba lưỡi chính. Ba lưỡi. Ôi trời, một cặp luôn trời. Ôi, con này cái bụng nó chà bá luôn rồi chàng. Phê nha các bạn. Anh vẫn còn nằm im gu. Mà đâu, cần thủ nè, mới lên hai con lượt một luôn rồi chàng. Đau quá. Nè, cái bàn tay nó bự hơn nhiều lắm luôn á. Rồi gỡ đi chứ, dính mang, ừ, dính mắt gì tùm lum hết trơn vậy. Gỡ lẹ lên tôi câu quá trời. Lấy điện thoại à. Mới xuống hai cục mồi là lụm hai con rồi các bạn. Mép trên mà bên hông kiểu này sao chạy vô đâu cho thoát. Cá ăn mạnh ha. Ừ, dạ. Dính cái đuôi bên này luôn. Còn vậy nữa, còn dính nữa. Để cái đọt lên trên này. Ok, giờ lấy con dây gọng cái bắt đầu quăng tiếp tục nha các bạn. Quăng nha các bạn, tiếp tục nha, cuộc hành trình tiếp tục. Ôi giời, con cá nó làm cùm cùm nha. Gọng ăn cá đi. Gọng chứ, lấy dây gọng mới được. Cá mới đá đá nha các bạn. Ôi giời, lên nữa rồi, lên nữa rồi. Bự không? Trời ơi, trời. Kéo văng lên bờ luôn trời.
dãy. Con này chắc thả quá. Bắt luôn đi. Đủ hồi mình tổng hợp lại. Không có. Chừng nào mình gần về á, thả thả giờ nhát lắm á. Lên thêm con nữa nha các bạn. Giờ rộng luôn nha. Xuống cần nữa. Hôm nay bận rộn lắm. Đâu có dồi như câu cá rô vậy hả? Câu cá rô, dồi như câu cá rô. Bữa nay cá ăn mạnh lắm nha các bạn. Quăng xuống 3 cây, còn cây đang bắt mồi là nó dính hai con này đầu tiên rồi nè. Cá ăn nữa nha các bạn. Giật dữ không? Này tổ đãi hay gì chèn. Đang canh nha các bạn. Phải không ơi, gác á. Đi ngang vẫy đuôi. Ôi ôi. Xảy luôn hả? Ôi. Chưa miết ha. Xảy rồi các bạn. Ổn quá ha. Bây giờ thấy nó im im các bạn, mới thay mồi lại nha. Trên này nó giờ ốc quá trời luôn nè, cá cũng vừa vừa, không có bự mấy nha. Thay mồi luôn hả? Cây đó. Mày thấy em tao không mềm vậy đó. Dính gác hay gì vậy? Mày hiểu rồi đó. Ủa mới quăng xuống mà. Tuần này lâu rồi bố ơi. Wow. Cây đó 3m 15 phải không? Hay là 3m? Ừ. Rồi mình cũng thay mồi luôn nha các bạn. Còn cây thay luôn. Dính nguyên cái bọc. Trời tối các bạn, nãy giờ neo đó mà không dính nha. Giờ di chuyển dài dài lên. Còn chỗ nào êm thì xuống cần nữa nha. 6 giờ tối rồi. Bây giờ đậu đó cũng tiếng ngoài đồng hồ. Chết hết con cá. Mới đổi chỗ câu nha các bạn. Mới vừa xuống mồi xong nè. Bữa nay đánh 4 cây. Giờ ngồi đợi kết quả. Cá mới đá nhẹ nha các bạn. Còn nhịp không? Mới nhịp 2-3 cái luôn á. Hả?
cá nhịp á. Đang canh nha, giờ mình tắt đèn nha các bạn để thôi nó nhát. Vô nguyên cái bọc luôn rồi. Tập thể lực. Chỗ này bọc cũng nhiều nha. Nguyên cái bọc luôn nè. Đây. Ồ, còn gục màu luôn rồi. Đây 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 bóp lại. Ồ, gớt lưỡi câu ra rồi. Gớt lưỡi câu rồi, để bóp lại đi. Nãy giờ đổi cái bến nó đá được một cái dính cái bọc rồi. Nhát cá luôn các bạn. Chỗ này người ta câu nhiều lắm luôn. Giờ cuốn về nha. Bữa nay nghỉ sớm bữa. Hẹn các bạn vào cái lần câu tiếp theo nha. Bữa nay mới xuống lần đóng gầm gầm như là im lắm rồi. Dính bọc nữa hay vậy? Chỗ này nước đổ quá trời. Đây là sông Cái Bé nha các bạn, huyện Rồng Riềng, tỉnh Kiên Giang nha. Rồi, cuốn căng. Về tới nhà các bạn bắt cá bỏ cái bọc nha, đem lên. Ồ. Con này phê quá ha. Để nó lên lọ coi. Hai con. Cá nhỏ chết rồi. Ba em ha. Để bỏ vô cho. Con này còn sống không? Con sống cho để trên đi. Rút dây ra đi. Không không rút rút ra chứ không có gậy nè trên chứ bọc nè.